Hello anh em, hãy tưởng tượng như là anh em đang ngồi trong một cái không gian, ví dụ như là tàu lửa, hoặc là máy bay, hoặc là quán cà phê, và tiếng người nói chuyện râm ran. Vậy thì lúc này có cách nào, có công nghệ nào nó hỗ trợ cho mình lọc những tiếng ồn đấy hay không? Có một công nghệ đã ra đời để nó xử lý cái chuyện này, đó là công nghệ ANC. ANC là một cái từ tiết tắt của từ tiếng Anh của cụm từ là Active Noise Cancellation. Và ANC nó hoạt động cách nào? Nó hoạt động bằng cách là nó sử dụng những cái micro cực nhỏ gắn trong tai nghe để lắng nghe những tiếng ồn xung quanh bạn, và sau đó là cái mạch điện tử của cái tai nghe đó sẽ phát ra một cái sóng âm ngược lại để triệt tiêu cái tiếng ồn đó đi và làm sạch cái phần âm nhạc để bạn có thể tập trung vào phần âm nhạc của mình thôi. Hơn 10 năm qua, từ ngày gia đình Marshall cho ra chiếc tai nghe đầu tiên, đánh dấu một bước mặt mới của mình trong thế giới âm thanh. Từ cái thương hiệu sản xuất âm ly sân khấu phục vụ hàng trăm ngàn đôi tai của đám đông, thì nay nó đã chạm đến từng đôi tai của mỗi người bằng cách nào? Từ năm 2020, Marshall bước ra một bước tiến mới, đã khẳng định một cái tuyên bố là no matter where, there's a Marshall speaker for it. Gia đình Marshall đã khẳng định điều đó bằng cách cho ra cái trả lời chiếc tai nghe đỉnh nhất của mình là Marshall Monitor 2 ANC. Với nhiệm vụ là một chiếc tai nghe over ear thì Monitor 2 ANC được thiết kế rất là chắc chắn, với khung gọng bằng kim loại, khung kim loại bọc da êm ái, và riêng phần earpad này có thể quay 360 độ, giúp cho cái khả năng cách âm tốt nhất, dành rất là thích hợp cho những bạn hướng nội. Về phần chất âm, Monitor 2 ANC này có cái chất âm khá là cân bằng, phần dãy treble rất là rõ ràng, phần dãy mid đầy năng lượng và cái phần bass thì rất là uy lực, có thể để đun chiều được những cái đôi tai khó tính của các bạn. Vậy thì đối với những bạn hướng nội part time thì sao? Marshall đã sản xuất ra thêm cho các bạn một cái thiết bị mới. Họ cho ra đời cái dòng True Wireless, một sản phẩm tên là Motif ANC. Motif ANC mặc dù là một cái tai nghe True Wireless có chống ồn chủ động mà có thể nói là cách ly toàn thế giới, nhưng mà nó có một chế độ rất hay, đó là Transparency. Nó giúp cho các bạn hướng ngoại và có thể giao tiếp với người đối diện với mình. Và pin của Motif ANC rất tốt, nó có thể lên đến từ 20 cho đến 26 tiếng, tùy theo cái việc bạn có sử dụng nhiều cái chế độ giống như chủ động hay không. Và với cái cổng sạc Type-C này, Motif ANC có một chế độ sạc nhanh rất là tốt, sạc đầy pin trong vòng 3 tiếng đồng hồ, và có thể sạc trong vòng 15 phút các bạn có thể có ngay một trò chơi cho mình. Đối với mỗi cái earbud này, khi bạn đeo cái tai nghe này, mỗi earbud này sẽ cung cấp cho bạn được 4 tiếng rưỡi đến 6 tiếng nghe liên tục. Để phục vụ cái chuyện vừa có thể cách âm chủ động và vừa có thể thực hiện chức năng transparency thì Motif ANC có tới 6 cái micro ở trên hai tai nghe, 4 micro để phục vụ cho việc nghe những âm thanh ở bên ngoài, những tiếng ồn như cách mình đã giải thích, và hai cái micro để hỗ trợ đàm thoại. Vậy thì với thiết kế sang trọng hoặc thời trang mang cái biểu tượng văn hóa của Marshall, cộng với lại chức năng ANC, cộng với lại chất âm có thể cân hết hầu hết cái dòng nhạc, vậy thì tại sao các bạn không có thể sở hữu cho mình một chiếc tai nghe Marshall? Nếu như anh em có muốn biết thêm chi tiết nào về hai chiếc tai nghe này, hoặc là muốn biết thông tin về sản phẩm nào khác của Marshall, hãy để lại comment phía dưới. Nếu thấy thông tin này hữu ích, hãy cho mình một like và subscribe kênh để được nhận thông báo về những cái video tiếp theo của tụi mình. Cảm ơn anh em.